Chào cả nhà, hôm nay mình giới thiệu đến các bạn một món xôi mà rất là khoái khẩu, đó là xôi cúc hay là xôi khúc ở địa chỉ số 10 đường Trần Khắc Chân, phường Tân Định, quận Nhất nha các bạn. Mình chợt phát hiện ra chỗ này thôi, nhưng mà sau khi mua về ăn thì mình thấy là ngon. Thứ nhất là cái gói xôi thì cũng vừa ăn thôi. Cái thứ hai nữa là cái nếp mà để làm cái nhân ở bên trong á là rất là ngon và rất là thơm. Và cái nhân đậu xanh cũng được xào lên, và đặc biệt nó có một cái miếng thịt mỡ ở bên trong đó. Các bạn biết không, đặc biệt nữa là cái muối đậu của cô rất là ngon. Mè thì không nhiều nhưng mà đậu phộng rất là nhiều, và cô giã nhuyễn cái đậu phộng nó thành bột luôn các bạn. Ăn nó rất là béo và nó rất là bùi. Mình có một người bạn có cái nickname của Facebook là Nai Vàng. Chị ấy nấu xôi cúc cực kỳ ngon, nhưng mà tiếc là chị ấy nấu để ăn thôi chứ còn không có làm để bán. Mà thường mỗi lần mà chị ấy nấu thì mình cũng được hay được tặng một hai viên ăn ngây ngất trời mây các bạn. Hôm nay giới thiệu các bạn ở chỗ này ha, các bạn nào có thích ăn thì cứ ghé ăn trước. Còn khi các bạn vào cái trang Facebook của chị Nai Vàng đó, chị cũng hay nấu ăn đó, thì nếu mà khi nào mà chị có nấu xôi cúc thì các bạn hỏi thử coi chị ấy có chia sẻ lại hay không, thì mình chia sẻ là một vài viên mình ăn đi, các bạn sẽ cảm nhận chị Nai Vàng nấu xôi cúc rất là ngon các bạn ha. Để dành chỉ cho người ta đi mua chứ. Lên VTV, lên đài truyền hình VTV. Nhiều khi mình chỉ cho người ta cái xong người ta đi tìm không ra. Người ta nhìn thấy cô xinh đẹp vậy là người ta mới nhớ. Hay quá à, cô hay nhất trong ngày đó. Nhớ thêm cho cháu miếng muối nha. Cái khẩu trang là bị phạt liền. Bây giờ cái này phải đeo hoài nó suốt. Người ta đến người ta nhìn thấy đúng đeo khẩu trang là ok rồi. 17.000 một viên nha các bạn. 17.000 một viên. Anh đừng hộp, anh đừng gói. Anh gái nghe hộp. Rồi 12.000 viên hay 17.000 cô? 12. À 12.000 một viên nha các bạn. Dạ. Cái nhân như nhau thôi, 15 thì thêm tí lết. Dạ. Em thích ăn đậu phộng thì ăn. Dạ rồi. 30 này, 40 này, 50 này. Vậy là 12 với 15.000 nha các bạn. Các bạn nào có đi ngang đường Trần Khắc Chân thì số 10 Trần Khắc Chân nha, cô bán buổi sáng. Tân Định quận Nhất. Tân Định quận Nhất. Cảm ơn cô nhiều lắm nha. Chào cô, chào các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem ha. Và có đi đâu ngang qua ở số 10 đường Trần Khắc Chân thì buổi sáng nha các bạn. Nhớ ghé mua để về thưởng thức. Xem thử coi có vừa miệng mình hay không, rồi giới thiệu cho những người khác mà thích ăn món này các bạn ha. Rồi xin chào các bạn và xin hẹn gặp lại.